Thánh Vincente Paulo, linh mục, sinh năm 1581, mất năm 1660. Gia đình Paulo là những nông dân tại Poi gần Das. Vincente sinh năm 1581, là con thứ ba trong gia đình 6 người con. Trong những ngày còn thơ ấu, ngài lo chăn cừu cho cha. Giữa miền đồi lộng gió này, Vincente đã trải qua nhiều giờ trong ngày để chiêm ngắm cảnh đồng quê và hướng lòng lên cùng Chúa. Thời gian này cũng cho ngài những kinh nghiệm đầu tiên về số phận của người dân quê. Từ đó, lòng bác ái sớm nảy nở trong tâm hồn Vincente. Có lần thu góp được 30 xu, số tiền đáng kể đối với ngài, nhưng ngài đã tặng tất cả cho những người cùng khốn. Lần khác, trên đường tới nhà máy xay, ngài âm thầm lấy một số bột đem bố thí cho người nghèo. Thấy con mình có lòng bác ái lại thông minh, ông Gioan de Paolo quyết hy sinh cho Vincente theo ơn gọi làm giáo sĩ. Vincente theo học các cha dòng Francisco tại Das. Nhưng để tiếp tục chương trình đại học của Vincente, cha ngài đã phải bán bầy cừu để lo cho tương lai của con. Dù vậy, khi học thần học tại Toulouse, Vincente cũng vừa lo học, vừa lo dạy kèm tư gia, kiếm tiền bớt gánh nặng cho gia đình. Sau khi thụ phong linh mục, Vincente đột nhiên biến mất trong 2 năm trời. Cho đến nay, vẫn không biết rõ trong thời gian này Vincente đã làm gì. Người ta kể lại rằng, có một quả phụ tại Toulouse đã công đức tất cả tài sản của bà. Trên đường từ Marseille tới Narbonne để nhận gia tài, ngài đã bị cướp bắt và bán cho một ngư phủ. Không quen nghề, nên ngài lại bị bán cho một người Hồi giáo làm thợ kim hoàn. Sau cùng, ngài lại bị rơi vào tay một người phản đạo tên là Gautier. Nhờ đời sống thánh thiện, thánh nhân đã cải hóa được ông. Chính ông đã đưa ngài trở lại đất Pháp. Năm sau, ông theo ngài đi Roma và vào hội bác ái để đền tội cho đến ngày qua đời. Từ đây, cha Vincente đã bắt đầu thi hành chức vụ linh mục của ngài. Ngài được chỉ định làm tuyên úy cho nữ hoàng Marguerite de Valois. Lúc này, cha Vincente có dịp quen biết cha Ferro Berulle, đấng sáng lập dòng giảng thuyết và sau này làm hồng y. Dưới ảnh hưởng của cha Ferro Berulle, cha Vincente đã bắt đầu sống đời hy sinh nhiệt tình. Cha Vincente đồng ý làm tuyên úy cho gia đình Gondi và hướng dẫn đồng hành cho một số nông dân trong vùng này. Qua đó, Vincente đã khám phá ra tình trạng phá sản về tôn giáo và luân lý. Chính sự dốt nát và biếng nhác của nhiều giáo sĩ là nguyên cớ gây nên tình trạng này. Và ngài quyết tâm sửa đổi thực trạng, Vincente đã trở nên bạn của người nghèo và dùng mọi phương tiện khả năng có được để hoạt động nhằm tái tạo cuộc sống luân lý và tôn giáo của họ. Một thử nghiệm nhỏ như một linh mục quản sở tại Châtillon-les-Daubes cho ngài thấy rõ vấn đề còn rộng lớn hơn nhiều. Dầu nỗ lực cải tiến họ đạo, ngài vẫn ưu tư cho công cuộc bành trướng rộng rãi hơn. Trở lại Paris với sự giúp đỡ của bà Gondi, ngài bắt đầu công cuộc nâng đỡ cảnh khốn cùng ở bất cứ nơi đâu. Ngài tổ chức hội bác ái trên khắp đất Pháp, cung cấp áo sống, thuốc men cho người nghèo khổ, hết sức trợ giúp những nô lệ bị bắt chèo thuyền từ Paris tới Marseille. Ngài thành lập một hội dòng Lagaris với mục đích truyền đạo cho dân quê và đào tạo giáo sĩ. Từ hội dòng bác ái ấy còn mọc lên hội nữ tử bác ái mà y phục của họ được toàn thế giới biết đến như là biểu tượng của lòng bác ái, nối liền với danh hiệu Vincente. Một linh mục nhà quê đã trở nên quan trọng đối với toàn quốc. Từ căn phòng tại xứ Thánh Lazan, ngài bành trướng ảnh hưởng ra khắp nước Pháp, tới Ba Lan, Ý, Hebe, Madagascar và nhiều nơi khác nữa. Nữ hoàng Anne nước Áo nhiếp chính cho tới khi vua Louis lên cầm quyền đã hỏi ý ngài trong việc đặt giám mục chống lại Mazania, nhưng đã không ảnh hưởng được tới đường lối của vị giám mục này, lại còn chịu khổ vì ông khi nội chiến xảy ra.
Ngài quyên góp để hàn gắn những tàn phá do cuộc chiến tranh xảy ra tại Lorenz. Ngài lo chuộc các nô lệ tại Bắc Phi. Các nỗ lực trên cùng với các nhu cầu và việc quản trị hội dòng ngày càng mở rộng đã giam Ngài tại phòng riêng sứ thánh La Gian. Ngày lại ngày, Ngài bận bịu viết thư cho các giám mục lẫn linh mục nghèo khổ, cho những bậc vị vọng lẫn những người nghèo khổ trong nước. Các thư tín của Ngài hợp thành một tuyển tập làm say mê lòng người, vì trong đó pha trộn những ưu tư cho nước Chúa lẫn đức ái ngập tình người. Các thư tín và các bài giảng của Vincente cho thấy Ngài là một trong những nhà phục hưng của giáo hội Pháp thế kỷ 16. Những cuộc tĩnh tâm Ngài tổ chức tại La Gian cho các tín chức và những cuộc tĩnh tâm hàng tháng Ngài tổ chức cho các giáo sĩ tại Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của Ngài trong cuộc chấn hưng đạo đức. Năm 1660, cha Vincente ngã bệnh liệt giường và đau đớn vì bệnh tật, Ngài vẫn vui tươi tin tưởng: Chúa còn phải chịu hơn tôi gấp bội. Đối diện với cái chết, Ngài bình tĩnh: 18 năm qua, mỗi tối tôi vẫn dọn mình để chết. Ngày 27 tháng 9 năm 1660, cha Vincente từ trần và được phong thánh năm 1737. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.